Mình tìm thấy gì trong thùng rác này? Một búp bê Barbie. Đây chính xác là kho báu rồi. Ôi coi chừng. Này, mẹ chân dài của mình, không thể làm rơi được. Cậu đi đứng không nhìn đường sao? Đưa búp bê Barbie cho tớ. Cậu làm búp bê của tớ bị đau, nên của cậu cũng đáng bị đau. Cầm lấy. Cậu đã làm gì thế này? Búp bê Barbie tội nghiệp bị mất chân rồi. Mình làm sao bây giờ? Chờ đã, sẽ ra sao nếu? Có vẻ Barbie đã sẵn sàng để được làm đẹp lại rồi. Chân tay em ấy rồi sẽ đẹp hơn. Gắn dây kẽm và dán nó vào vị trí bằng kẹo cao su. Chà, em ấy cứ như đồ chơi Halloween đáng sợ ấy. Những quả bóng bay sẽ là tay và chân của búp bê. Và bây giờ hãy mặc chiếc váy hoa dễ thương nha. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Chúng ta cũng nên lau sạch dĩ mũi trên mặt Barbie. Kinh! Phải lấy hết số slime này ra khỏi tóc em ấy nữa. Tại sao chúng ta không nhuộm tóc hồng nhỉ? Đẹp làm sao? Bước cuối cùng là băng đô. Giống mẹ chân dài ha. Hay là mình nên nói là Barbie chân dài ta? Cậu có cần khăn giấy không? Ôi, cô nàng với món đồ chơi này như sinh đôi ấy. Bây giờ đến lượt tớ kéo dĩ mũi. Đây là của mình. Để yên nào. Avery thật sự rất ghen tị. Dùi quá đi thôi. Chúng giống kẹo dẻo con sâu ghê. Thật là bất công. Ít nhất cậu cũng có dĩ mũi của mình để kéo kìa. Cái gì? Khoan, dĩ mũi dính trên mặt mình hả? Đúng rồi, mình có thể chơi với nó. Cái này như slime vậy á, nhớt nhớt. Eww, thấy gớm quá à. Chắc mình nôn mất. Mình cần tìm đồ ở trong cặp. Sao lại bí mật quá vậy? Ôi trời, chuyện gì thế này? Cậu làm đổ gì rồi? Đổ hết lên tay Barbie rồi kìa. Là kem dưỡng tay. Chà, ít ra em ấy cũng được thoa sữa dưỡng thể. Hả? Eww, cậu đúng là cô gái bề bối đó. Ôi, nhớ rồi, mình cũng có kem dưỡng tay. Thậm chí còn có nắp đậy hình Yoda nữa. Cá là cậu đang ghen đó. Yoda nhả kem dưỡng tay ra cho tớ nè. Còn điều tuyệt hơn, kem được làm bằng vàng nha. Wow, kem dưỡng tay ngu ngốc. Chờ xíu. Búp bê Barbie và kem dưỡng tay á? Có rồi. Mình đã nghĩ ra một ý tưởng thiên tài. Xin lỗi Barbie, nhưng chúng ta sẽ cần đầu của em. Hãy tin tưởng quá trình này, không kỳ cục như bạn nghĩ đâu. Đục một lỗ lên miệng, rồi đặt đầu em ấy lên tuyếp kem. Bây giờ em ấy cũng có thể nhả kem dưỡng tay nè, giống như Yoda. Nhìn kem dưỡng tay của tớ nè. Nắp hình đầu Barbie ư? Thú vị thật. Tớ không muốn Yoda nữa. Tớ muốn phiên bản Barbie cơ. Tớ phải bóp mặt Barbie để lấy một lượng kem dưỡng tay. Nhưng ít nhất tớ sẽ không làm đổ kem vào cặp nữa. Bàn tay mình mềm mại quá đi. Thật là hoàn hảo. Đó có phải là răng của mình không? Không phải cái răng cửa chứ. Trông mình thật là xấu xí. Không thể để chuyện đó xảy ra với mình. Mình không muốn mất một chiếc răng đâu. Có rồi, chúc tớ với. Mình sẽ đi đánh răng. Avery đã chuẩn bị sẵn sàng. Chà, từ từ đã nào. Không phải là kem tươi đâu mà. Quả táo này thiệt là đáng ghét. Mình biết nên làm gì rồi. Có phải bộ đồ chơi tập làm nha sĩ không? Chà, nếu Diana không thể tự làm răng cho mình thì cô cũng có thể làm răng của người khác. Kiểm tra sâu răng nào, phát hiện một em nha. Tốt hơn nên nhổ răng trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Mình nghĩ số nước ngọt này không tốt cho răng của Diana đâu. Trông thú vị ghê. Nhìn mấy chai nước ngọt này. Avery nảy ra một ý tưởng. Cho tớ mượn chai Fanta này nha. Cảm ơn. Avery định làm gì vậy ta? Ai ngờ có thể dùng chai để làm mấy chiếc răng nhỉ? Chúng ta phải làm bẩn răng để Avery làm sạch nó. Chắc sẽ cần 10 nha sĩ để làm sạch cái miệng khổng lồ này. Có vẻ chủ nhân của cái miệng khổng lồ này thích ăn rau ha. Eo ơi! Kinh! Có người đã chén một bữa ăn giặt kèm phô mai thì phải. Cái gì? Kệ đi! Đồ chơi của mình tuyệt hơn. Chỉ cần làm sạch thêm một chút, sắp hoàn thành rồi. Cái miệng này quá lớn nên cần phải dùng đến cây chà bồn cầu. Sạch sẽ. Yếu, bàn chải bẩn quá đi. May là không phải miệng của mình. Ôi trời, Avery không thể ngừng cắn móng tay khi đang lo lắng. Sẽ cắn hết móng mất thôi. Eo ơi, xem móng tay của cậu ấy xấu xí chưa kìa. May là mình có dụng cụ làm móng để móng tay luôn xinh xắn. Có cả đèn luôn. Và bạn cũng có thể tự thiết kế nữa đó. Nhìn chúng dễ thương làm sao. Mình sẽ dán chúng lên móng tay. Bắt đầu thôi. Khá dễ dàng. Chỉ cần đặt ngón tay của bạn vào rồi ấn nút. Thấy chưa? Dễ như ăn bánh á. Móng tay của mình xinh quá đi thôi. Ghen tị quá. Tớ cũng muốn móng tay đẹp.
Cho tớ thử với. Không đời nào, cái này là của tớ. Avery tội nghiệp, cô nàng không có móng tay để cắn nên có thể nhai tạm bút chì. Ôi trời, cô nàng cắn mạnh quá, suýt nuốt luôn cục tẩy. Không phải cái gì cũng nhai được nha Avery. Khoan, cục tẩy. Mình biết rồi, mong là không cắn nữa. Cô nàng đang cắt cục tẩy thành một hình khác. Hình gì ấy nhỉ? Là hình ngôi sao. Đây không chỉ là bút chì, chúng có những cục tẩy xinh xắn với nhiều hình dạng khác nhau. Mình sẽ nhúng tất cả vào sơn, mỗi cây một màu. Giờ cũng có thể trang trí móng tay của mình rồi. Wow, đẹp quá phải không nào? Ôi trời ơi, tớ cũng muốn. Của tớ mà. Tớ có thể. Tớ nói không mà. Tưởng tớ sẽ không thấy hả? Bỏ đi, dù sao thì chúng cũng xấu xí. Chào các cậu, xem nè, Avery có một nốt mụn to đùng luôn. Cái gì? Ở đâu? Ở đây. Ôi trời ơi, to quá vậy. Tớ tìm thấy em song sinh của cậu ấy nè. Gặp Pete mặt mụn nha. Cái gì? Tớ đâu có giống cậu ấy. Đến lúc nặng mụn cho Pete mặt mụn rồi. Bạn chỉ cần kéo chúng ra thôi. Ôi trời, giống như con sâu á. Nhìn săn mụn của Avery kìa. Nhổ thêm vài nốt nữa nha. Giá mà ngoài đời nặng mụn cũng dễ như vậy. Trông hay ghê. À, cái nước này ở đâu ra vậy? Đúng là khó chịu quá đi. Có rồi, mình sẽ nặng của mình. Ôi không, làm ơn đừng nặng. Cậu sẽ khiến mọi chuyện tệ đi đó. Không làm được, sẽ đau lắm. Biết rồi, mình sẽ chơi trò khác vậy. Nhìn mẹ chân dài nè. Mình yêu cô ấy rất nhiều. Ôi nhìn kìa, cô ấy cũng có mụn. Yeah, bây giờ mình có thứ để nặng rồi. Ôi trời, cái này còn ghê hơn của Pete mặt mụn nữa. Kem thoa tay hả? Nhìn không có gì vui luôn á. Thật là thỏa mãn. Mình sẽ nặng nốt khác. Hoàn hảo. Bác sĩ da liễu sẽ không cần lo về kỹ năng của Avery luôn. Cô nàng rõ là một chuyên gia trong việc này. Không sao đâu Dinah, bạn vẫn có thể nặng thêm mụn của Pete mà. Tớ không thích nó nữa. Kẹo mút này rất khó mở. Cho tôi ăn coi. Tất cả chỉ vì một cây kẹo mút ngu ngốc sao? Tớ có nhiều kẹo ngon hơn trong tủ khóa. Xem nha, cậu đã sẵn sàng chưa? Cô nàng cũng có tất cả các loại đồ chơi và máy gấp kẹo của riêng mình. Thật tuyệt phải không nào? Bạn có thể dùng máy gấp kẹo này đó. Rất dễ sử dụng. Chỉ cần cho một đồng xu vào và bắt đầu di chuyển cần bằng núm điều khiển này. Hãy xem nha. Được rồi. Yeah, mình có 2 viên. Ít ra máy gấp kẹo này cũng không tốn quá nhiều xu. Wow, thú vị quá đi. Mình thì chỉ có cây kẹo mút nhàm chán này thôi. Kẹo mút của bạn bay đi rồi. Ôi, kẹo của bạn dính bẩn rồi nè. Mình không thể ăn nữa. Oh, tìm thấy bìa cứng nè. Có vẻ như cô ấy sẽ làm máy nhả kẹo cho riêng mình. Cô biến miếng bìa cứng thành các bộ phận nhỏ. Đầu tiên, lắp ráp phần đế. Đây là nơi kẹo sẽ rơi ra. Bây giờ thêm keo để dán các bộ phận còn lại. Xong rồi, phần khung đã hoàn thành. Cho thêm keo ở trên cùng để dán bộ phận bằng nhựa vào. Đây sẽ là nơi đựng kẹo. Gần xong rồi. Bây giờ hãy chuyển đến phần nắp máy nha. Chiếc máy mini này đang bắt đầu hoàn thiện. Chỉ cần một bước nữa. Và ta-da! Đây là máy nhả kẹo mini. Dán mặt heo lên trên để trông dễ thương hơn nha. Đến lúc đổ đầy kẹo vào bé heo này rồi. Không cần phải tốn một xu nào. Chỉ cần nhấn nút thôi. Vàng là màu yêu thích của tớ. Đã quá. Cảm ơn heo con. Ôi trời ơi, cưng thiệt đó. Cho tớ thử nha, chắc chắn rồi. Wow, thật dễ dàng để có được kẹo. Thêm lần nữa nha. Mình nghĩ bé heo đang kiếm sống. Còn chiếc máy gấp kẹo đã bị lãng quên. Hôm nay mình cảm thấy thật là xinh đẹp. Chúa ơi, đây là mụn đầu đen ư? Đúng là thảm kịch. Mình phải tút tác lại ngay lập tức. Mình phải mua chiếc máy này. Wow, đơn đặt hàng tới nhanh ghê. Đây là máy gì vậy? Đây là máy làm mặt nạ. Tớ nôn nóng muốn dùng thử quá. Cùng làm mặt nạ thôi. Là nước cam ư? Tớ sẽ làm mặt nạ có vị cam. Bổ sung thêm vitamin nữa nè. Chỉ cần nhấn vào nút này, mặt nạ sẽ được chế tạo. Sao mình thấy chúng giống như bánh kếp có hương ấy nhỉ? Yay, xong rồi nè. Trước tiên mình muốn thử mặt nạ vị chanh. Nhìn đáng sợ quá ha. À, để lên da thấy đã lắm luôn. Mình thư giãn một chút đi. Ôi, mấy là mặt nạ ư, thú vị đó.
Wow, mình cũng có nhiều mụn đầu đen quá nè. Mụn của mình còn xấu hơn. Mình có thể sử dụng cái máy đó không? Ui, động đất sao? Kinh, khăn giấy đây nè. Rúng động luôn. Đỡ hơn rồi đó. Yêu, nước mũi cả một tuần luôn đó hả? Nhìn thứ chất nhờn gớm ghiếc này đi. Bạn biết gì không? Nó giúp tớ nảy ra một ý tưởng. Biết rồi. Một tờ khăn giấy nhào nát sao? Cô nàng đang trộn nó với lòng đỏ trứng. Mình hiểu nó là gì rồi. Một cái mặt nạ dị trứng. Không biết cái này mà làm món trứng cuộn thì có ngon không ha? Mình cũng có thể thư giãn rồi. Này các nàng, thưởng thức món cốc tay dâu tây trong khi làm đẹp nha. Quá hoàn hảo luôn. Này là sinh nhật Dana. Đồ ăn tới rồi đây. Wow, thạch dâu kìa. Cả bánh kem sô-cô-la nữa. Nhìn ngon lắm luôn. Mình nóng lòng muốn ăn thử quá. Mình mê bánh sô-cô-la lắm. OMG, quà ư. Để xem nào, đây là đồ mình thích. Que kem trông chán thế. Đùa thôi, cái này ăn không được. Bên trong có thứ bí ẩn nha. Mở ra xem nào. Bây giờ nhìn giống thạch hơn nè. Mình phải cạo nó bằng que và dao. Muốn xem thứ gì được giấu ở bên trong quá đi. Dana rất thích quà sinh nhật của mình. Mình nghĩ sắp tìm ra nó rồi. Y như đào kho báu ấy nhỉ. Lấy được rồi. Gói đồ ư? Có gì bên trong nhỉ? Chắc sẽ là một bất ngờ thú vị đây. Ôi trời ơi, nhìn bé quái vật đáng yêu này đi. Bé là bạn thân mới của chị nha. Nhìn cô bạn nghèo chỉ có món thạch trắng òm kìa. Thật là bất công. Ồ, nhìn thạch nhúng kìa. Mình biết rồi, bắt đầu chế tạo thôi. Vật phẩm bí ẩn này có thể là gì đây? Avery tính làm đồ chơi đào bới bằng thạch matcha. Nhớ phải đổ đầy và đợi thạch đông lại nha. Và thành quả được mong đợi nhất là mái dòm thạch khổng lồ. Wow, nó phát sáng từ bên trong. Cô nàng dùng dụng cụ nạo để nạo thạch ra. Hoặc có thể dùng thìa để lấy đồ chơi ra. Có gì bên trong nè? Đừng lo lắng bạn nhỏ, chị sẽ đào em ra khỏi đây. Một người bạn bí ẩn đang chờ đợi mình. Ái chà, là đồ chơi Among Us. Mà còn là móc khóa nữa chứ. Biết rồi, để mình đào các bạn khác ra nha. Mình sẽ dùng thìa để đào cậu bé. Quang hô, lấy ra thật dễ dàng. Cậu bé Among Us màu hồng có bạn rồi. Hình như bên trong vẫn còn nhiều đồ chơi Among Us thì phải. Có cả màu trắng nữa. Đủ một nhóm rồi này. Hai bạn phải hồi sinh phi hành gia trắng. Bỏ đi, tớ ăn bánh nướng đây. Ai thèm thứ đồ chơi dễ thương như vậy chứ. Hình như đã đến giờ vẽ tranh. Avery muốn vẽ một trái tim dễ thương. Hả? Xem đồ chơi bật nhảy của tớ này. Ôi không, tác phẩm nghệ thuật của Avery đã bị hủy hoại. Cất cánh. Không, tất cả công sức của mình đổ sông đổ bể hết rồi. Trái tim của mình hỏng hết rồi. Đúng là đồ mít ướt. Có rất nhiều giấy vệ sinh. Mình cứ tưởng đã nhìn thấy cơn lũ. Ai ngờ lại là đống khăn giấy. Khoan đã, giấy vệ sinh ư? Mình nghĩ ra ý này. Có vẻ như Avery sẽ tự làm đồ chơi bật nhảy. Sau khi cắt xén tạo hình, gấp các góc lại để tạo thành tay và chân. Có phải là một chú robot hay không? Sơn màu xanh để thêm phần vui nhộn. Thêm cặp mắt giả nữa nè. Người ngoài hành tinh nhỏ nhắn đáng yêu. Ta-da! Cái gì vậy? Wow! Cái này vui ghê. Nhìn tụi nhỏ nhảy xung quanh kìa. Mấy bé ếch ngoài hành tinh dễ thương. Tuyệt quá. Cậu bắn trúng tớ rồi. Món đồ chơi này không hợp với Dana lắm nhỉ. Gì chứ, tớ ghét đồ chơi bật nhảy. Mấy món đồ chơi đáng thương này không còn bật nhảy được nữa. Chẳng vui tẹo nào. Tối hôm qua đã có người không ngủ đủ giấc. Sao chúng mình không dùng một cái còi lớn đánh thức cậu ấy nhỉ? Chỉ có tai mình bị đau thôi. Với món tiếp theo, chắc bạn sẽ phải bịt tai lại đó. Thức dậy đi. Tiếng gì vậy nè? Tớ đã đánh thức được cậu dậy rồi. Cá cho bữa sáng nè. Bắt lấy. Mình nghĩ nó vẫn còn sống. Lấy nó ra đi. Ôi chúa ơi, bé cá đáng thương cần có nước. Xin lỗi vì chị đã ném bé đi nha. Mình nghĩ là bé đang cố nói. Lời xin lỗi đã được chấp nhận. Biết rồi, chị sẽ đặt em vào một bể cá. Đến đây nào. Không có nhiều không gian để di chuyển, nhưng cá vẫn cảm thấy như được ở nhà. Ôi, tung tăng ghê chưa. Cưng đúng không nào? Tới đây. Coi chừng.
Cậu làm gì vậy? Cậu suýt làm tớ ngã khỏi ghế đó. Tớ chỉ đang luyện cái gì. Cậu không bị ngã sao? Thế tớ sẽ làm lại. Wow, cậu làm cái gì vậy? Mà khoan, gì vậy? Cậu vẫn không ngã hả? Được rồi, quản gia. Nhìn mấy bé hổ hồng hồng dễ thương nè. Lật đật kìa. Bạn có thể đẩy và khiến chúng lắc lư. Đáng yêu đúng không? Tớ cá là cậu không có lật đật như vậy đâu. Tội nghiệp ghê. Khoan, vẫn chưa đủ. Mình muốn thêm nữa. Quản gia, cháu muốn có thêm lật đật. Đây chính là thứ mình cần. Nhìn chúng lắc lư cùng một lúc kìa. Cậu cũng lắc lư được ha. Nè, đừng có đẩy tớ nữa. Cậu phiền quá đi. Cô nàng đang cười y hệt mấy bé lật đật này. Đợi đã, mình có ý này. Chúng giống mấy quả bóng nhỏ xinh. Này, đừng có ném vào tớ nữa. Chắc mình có thể làm được mấy bé như vậy nhỉ. Nhìn kìa, bóng bay và một bé lật đật. Nghĩ ra rồi. Chúng ta không cần bóng bay có hơi. Xì hơi quả bóng trước rồi cho bi vào trong. Tiếp theo, buộc một sợi dây chung quanh nơi đặt viên bi để cố định nó. Hoàn hảo, giờ thì thổi bóng lên nào. Và chúng ta đã có bé lật đật cho riêng mình rồi. Nhìn đồ chơi lật đật của tớ nè. Để xem. Cậu đang làm gì vậy? Cô nàng đang vẽ mặt Dina lên bóng hả? Ngồi yên nào. Được rồi, xong. Đây là cậu đó. Ôi, Dina tìm được chị em sinh đôi rồi nha. Giống nhau đến kỳ lạ. Khát nước quá đi. Chỉ một hơi thôi là mình có thể uống sạch chai nước. Này, cậu lấy nước gì vậy? Tớ cần thêm nước cho thí nghiệm của tớ. Thí nghiệm gì vậy? Hãy nhìn kỹ lúc tớ bỏ em sâu bướm nhỏ này vào nước nha. Trộn đều lên. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Chờ một chút đi. Nhìn kìa, nó to ra. Wow, hay quá vậy. Để tớ vớt cô nàng ra nào. Nhìn đôi mắt to tròn này xem. Đây là em sâu bướm dễ thương nhất mà tớ từng thấy đó. Ờ, mình biết rồi. À, bỏ nó ra khỏi người tớ đi. Oops, cậu có cái nón đẹp đó Avery. Xem cậu đã làm gì này. Nhìn mặt cô nàng kìa. Cho vừa. Thôi được rồi, khăn giấy nè cậu. Đưa cho tớ nào. Thiệt là phiền quá đi. Ướt nhẹp hết trơn rồi. Xem cậu đã làm gì cái áo của tớ nè. Chờ chút. Khăn giấy ướt sao? Hả, mình biết rồi. Hãy xem cô nàng định làm gì nào. Chuẩn bị một tờ khăn giấy và vài cây bút màu. Vẽ mấy đường thẳng đến hết tờ khăn giấy. Vẽ không thẳng cũng không sao đâu. Kẻ thêm vài đường màu xanh cho sinh động. Sau khi kẻ xong, cuốn khăn giấy quanh cọ vẽ. Đẩy các nếp gấp vào giữa để tạo hình con sâu. Sau đó vẽ thêm chấm tròn giống như một bé sâu thật vậy. Lấy nó ra khỏi cây cọ. Bạn sẽ có cho mình một em sâu bướm nhiều màu sắc. Cũng rất dễ để uốn éo. Bạn có thể sáng tạo hơn bằng cách tô vẽ các quả tiết yêu thích. Khi đổ nước vào, chúng sẽ to ra. Mấy bé sâu sẽ lớn nhanh như thổi. Nhìn nè, bé sâu này đã sẵn sàng để trở thành một cô bướm. Này các cậu, đến lúc trả đũa rồi. Dina ơi, nhìn xem. Mấy con sâu bướm này còn sống đó. Không à, lấy chúng ra khỏi người tớ đi. Giờ cậu hiểu cảm giác của tớ rồi chứ gì.